Nga sản xuất ồ ạt bom hạng nặng FAB-3000 tập kích nhiều trung tâm chỉ huy của Ukraine. Nga và Ukraine đều gia tăng tấn công tầm xa xuyên biên giới. Cố vấn an ninh Mỹ bí mật tới Ukraine chấn an về khoản viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ. EU đã xuống nước, nông dân Ba Lan vẫn nổi giận cảnh báo cái chết của nền nông nghiệp. Houthi lần đầu tiên thành công phóng tên lửa tấn công thành phố của Israel. Sputnik đưa tin, mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kiểm tra việc thực hiện đơn hàng quốc phòng tại các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự ở tỉnh Nizhny Novgorod. Thông cáo viết, việc sản xuất bom FAB-500 đã được tăng lên nhiều lần. Việc sản xuất FAB-1500 đã tăng gấp đôi và từ tháng 2 năm nay, việc sản xuất hàng loạt FAB-3000 đã được tổ chức. Kết quả trên đạt được nhờ việc kích hoạt lại công suất, tái trang bị kỹ thuật và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất đạn bằng thiết bị công nghệ cao hiện đại. Kể từ năm 2022, Nga đã xây dựng lại hơn 45.000 m2 mặt bằng sản xuất, hiện đại hóa và đưa vào hoạt động. Theo Bộ trưởng Sogu, các doanh nghiệp quốc phòng ở Nizhny Novgorod đã hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra từ một năm trước. Ngoài ra, do việc đưa vào vận hành các cơ sở mới nên họ đang sản xuất vượt tiến độ. Loại bom FAB-1500 lắp bộ cánh lượn hiện đang hỗ trợ đáng kể cho quân đội Nga ngoài tiền tuyến, giúp phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine đồng thời làm thay đổi cán cân trên tiền tuyến. CNN dẫn lời một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ động Hàng không số 46 của Ukraine cho biết việc sử dụng loại bom cực mạnh này gây áp lực lớn lên tinh thần của binh sĩ. Không phải tất cả các binh sĩ của chúng tôi đều có thể chịu đựng được. Mặc dù họ ít nhiều đã quen với bom FAB-500, nhưng FAB-1500 thật sự là địa ngục. FAB-1500 là một loại bom hạng nặng uy lực lớn của Nga với trọng lượng hơn 1,5 tấn, trong đó 675 kg là chất nổ tonin. Loại bom này có thể phá hủy tòa nhà kiên cố, tạo ra hố sâu 20 m đường kính tới 15 m cũng như phá hủy nhiều mục tiêu bằng mảnh văng và sóng xung kích trong bán kính 500 m Bom tấn FAB-1500 đã gây nên áp lực cho binh sĩ Ukraine. Xong, FAB-3000 thậm chí còn đáng sợ hơn, với tổng khối lượng lên tới 3 tấn và trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,5 tấn. FAB-3000 khi rơi xuống đất sẽ đủ sức phá hủy những công trình ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Hồi năm 2022, sau khi phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine và cố gắng giành quyền kiểm soát nhà máy Azovstal, Thiếu tướng không quân Nga Vladimir Popov từng nói, nếu Nga thả một quả bom siêu lớn như FAB-3000 thì sẽ xóa sổ Azovstal ngay lập tức, chỉ còn là bãi chứa sắt vụn và những mảnh bê tông. Không chỉ vậy, theo truyền thông Nga, bom FAB-3000 M46 là một trong những loại đạn dược đáng tin cậy dù loại vũ khí này đã được chế tạo từ lâu, bom FAB-3000 được thiết kế để tấn công các cơ sở công nghiệp, đập thủy điện và công trình ngầm. Loại bom này được đưa vào trang bị từ năm 1946 khi Liên Xô chưa có vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo ngày 21 tháng 3 theo giờ địa phương, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzha nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự Ukraine, căn cứ hậu cần và địa điểm triển khai tạm thời của lực lượng hoạt động đặc biệt và binh sĩ tư nhân nước ngoài. Tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy. Tại khu vực gần vùng Belgorod của Nga, lực lượng của Moscow cũng đã tấn công các địa điểm tập trung của binh sĩ tư nhân nước ngoài và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ Ukraine ở khu vực biên giới. Bộ Quốc phòng Nga thông tin theo hướng Ben các đơn vị Nga tiếp tục các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của các nhóm trinh sát Ukraine và loại bỏ họ ở khu vực biên giới Ukraine. Lực lượng Nga đã gây thiệt hại bằng hỏa lực tại các địa điểm tập trung của binh sĩ tư nhân nước ngoài và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 105 gần các khu định cư Velikaya, Pisarevka, Yandoye, Lukashevka và Aleksandrovka ở vùng Sumy. Tại khu vực Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát một nhà ga đường sắt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Tonenke ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nơi chứng kiến giao tranh dữ dội trong vài tuần qua. Theo hãng tin RT, làng Tonenke là một phần của tuyến oloka tonenke bedichi ở phía tây bắc thành phố Adipka, nơi Nga tuyên bố nắm quyền kiểm soát vào giữa tháng 2. Tonenke nằm cách thành phố Adipka khoảng 10 km, được truyền thông Nga mô tả là nằm trên con đường then chốt dọc theo tuyến hậu cần cho vùng Donbass, từng được quân đội Ukraine dùng làm cơ sở pháo kích nhắm vào trung tâm Donetsk. Đây là ngôi làng thứ hai ở ngoại ô Adipka mà quân đội Nga kiểm soát được chỉ trong tuần này. Truyền thông Nga đánh giá các tuyến hậu cần của quân đội Ukraine trong khu vực đang chịu áp lực nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga cập nhật rằng quân đội đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzha để tập kích một số trung tâm chỉ huy đối phương loạt tập kích xảy ra vài ngày sau khi tổng thống nga vladimir putin tuyên bố sẽ đáp trả ukraine vì những vụ tấn công dọc biên giới tỉnh Belgorod. đầu tuần này quân đội nga cũng cho biết đã kiểm soát Oloka, cắt đôi phòng tuyến một cách hiệu quả và làm gián đoạn liên lạc của ukraine ở hướng tonenke và bedichi hiện tại bedichi tiếp tục chứng kiến các trận giao tranh ác liệt trước đó quân đội ukraine tuyên bố đã thiết lập các vị trí phòng thủ ổn định dọc theo phòng tuyến Oloka, tonenke bedichi sau khi Adipka bị thất thủ. Việc phòng thủ chủ yếu dựa vào hệ thống ao hồ, kênh rạch trải dài dọc theo ba làng. Tuy nhiên, tình hình dọc tuyến đã nhanh chóng gia tăng căng thẳng khi quân đội Ukraine tích cực điều quân dự bị vào khu vực tìm cách ổn định tiền tuyến. Tuyến Oloka Tonenke Bedichi còn là những nơi chứng kiến lần đầu tiên xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp tham gia giao tranh trong xung đột ở Ukraine. Trong bối cảnh đó, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho hay Kiev cần huy động thêm quân để bù đắp tổn thất trong quá trình xung đột với Nga. Theo ông, Kiev không chỉ cần lựu đạn, xe tăng và xe bọc thép mới mà cần cả những binh sĩ mới bởi có nhiều người đã tử vong và bị thương. Cũng theo ông, phương Tây có thể cung cấp tài chính và đạn dược, còn Ukraine phải huy động nhân lực. Ngoài ra, ông Bauer thừa nhận phản ứng của NATO đối với xung đột ở Ukraine còn thiếu về mặt sản xuất vũ khí và đạn dược. Tonenke và Oloka là những thắng lợi mới nhất trong chuỗi tiến công hiệu quả của lực lượng Nga sau khi giành được Adipka vào tháng trước. Theo tờ Independent của Anh, ngày 21 tháng 3, Nga và Ukraine đều tăng cường các cuộc tấn công tầm xa khi họ nhằm vào các mục tiêu ở khu vực hậu cứ của nhau. Trong những ngày gần đây, cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng chuyển từ chiến trường trên bộ sang tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông của nhau. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã thả 200 quả bom dẫn đường kể từ đầu tháng này xuống khu vực Sumy ở phía đông bắc. Trong khi, trong cuộc tấn công mới nhất của Moscow, một tên lửa đã nhằm vào thành phố Kharkov, cách Sumy khoảng 160 km, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Tại khu vực Belgorod của Nga, cách Kharkov khoảng 100 km, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đánh chặn 13 tên lửa của Ukraine. Thống đốc khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết, 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Người dân ở cả hai phía biên giới Ukraine và Nga đã được yêu cầu sơ tán. Các nhà chức trách ở thành phố Sumy của Ukraine vừa qua cho biết đã có 30 trường hợp pháo kích. Một người đã thiệt mạng tại làng Velika Pisarivka. Tâm điểm của cuộc sơ tán diễn ra vào tuần trước. Các quan chức địa phương Ukraine cho biết khoảng 200 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm gần Velika Pisarivka trong tuần qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ người dân Vengorod. Ông nói trong một cuộc họp được truyền hình từ Điện Kremlin, có rất nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ làm mọi thứ Tất nhiên, nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an toàn. Có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm được. Các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến nhà lãnh đạo nga bối rối vì Moscow có lợi thế về số lượng tên lửa, pháo binh, đạn dược và máy bay không người lái mà nước này có thể huy động. Đối với Ukraine, nước đang phải đối mặt với tình hình khó khăn dọc theo một số khu vực của tiền tuyến dài 1.000 km vì Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược do viện trợ quân sự mới từ Mỹ chậm trễ các cuộc tấn công xuyên biên giới là một cách để nỗ lực làm chậm nhịp độ tấn công của Nga. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa trong những tháng gần đây, trong khi Nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra hơn 3 năm trước. Máy bay không người lái cũng là một lĩnh vực công nghệ quân sự mà Ukraine đã đạt được thành công. Ngày 20 tháng 3, truyền thông Ukraine và phương Tây đưa tin rằng máy bay không người lái do cơ quan tình báo quân sự GUR chỉ huy đã tấn công căn cứ không quân Enzo nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới hàng trăm km thống đốc vùng Saratov, nơi có căn cứ không quân trên, tuyên bố các máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi gần Enzo. Căn cứ này là trụ sở chính của phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga và nằm gần thành phố Saratov, cách Moscow khoảng 725 km về phía đông nam. Ba nhân viên hàng không Nga thiệt mạng vào tháng 12 năm 2022, khi một máy bay không người lái được cho là của Ukraine bị bắn hạ tại căn cứ Saratov. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cũng xác nhận rằng GUR đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân của Nga ở tỉnh Saratov vào ngày 20 tháng 3, trong bối cảnh có thêm dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Nga đang đạt được những tác động bất đối xứng hạn chế đối với tài sản quân sự và kinh tế của Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có 11 máy bay Nga có mặt tại căn cứ không quân Enzo vào ngày 19 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng nước này đã phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời vùng Saratov và thống đốc tỉnh Saratov Roman Busagin thông báo rằng các cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraina Mikhailo Fedorov cho biết nước này có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái UAV mỗi năm, nhưng lại không có tiền để ký hợp đồng với các nhà sản xuất. Cụ thể tờ Guardian Anh, dẫn lời ông Mikhailo Fedorov nói, chúng tôi có thể mở rộng quy mô thị trường đến mức có thể sản xuất hơn 1 hoặc thậm chí 2 triệu máy bay không người lái. Theo ông, Hoàn toàn có tiềm năng để Ukraine tăng cường sản xuất thêm mọi loại máy bay không người lái, nhưng cần thêm hỗ trợ tài chính từ Mỹ, chính phủ và các mạnh thường quân phương Tây. Ukraine phải chịu áp lực ngày càng tăng ở tiền tuyến trong cuộc xung đột đã ở năm thứ ba với Nga. Trong khi đó, hạ viện Mỹ từ chối bật đèn xanh cho gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo Guardian, Ukraine đã chuyển sang dựa vào công nghệ máy bay không người lái, chủ yếu sản xuất trong nước trên chiến trường. Bộ trưởng Mikhailo Fedorov nói rằng có hơn 200 công ty Ukraine hoạt động trong lĩnh vực máy bay không người lái. Theo quan chức này, trong số máy bay không người lái được sử dụng trên chiến trường, hơn 90% sản xuất tại Ukraine. Ông nhận định rằng Ukraine gần như có thể tự túc lắp ráp máy bay không người lái, ngoại trừ loại 4 cánh quạt thương mại để trinh sát. Ông cũng thừa nhận rằng các linh kiện chủ yếu có nguồn gốc quốc tế. Bộ trưởng Fedorov nêu bật thách thức trước mắt trong lĩnh vực máy bay không người lái là tài chính, và ông nêu bật Ukraine cảm thấy thiếu hỗ trợ tài chính từ Mỹ. Ông nói rằng châu Âu đang hỗ trợ Ukraine và mới đây anh cam kết sẽ chi 325 triệu bảng để mua ít nhất 10.000 máy bay không người lái cho quân đội Ukraine. Kiev cũng đang kêu gọi quyên góp từ công chúng thông qua sáng kiến gây quỹ United 24, đặc biệt tập trung vào việc quyên tiền cho phương tiện không người lái sử dụng một lần CBB trị giá 250.000 đô la Mỹ vốn từng tấn công thành công chiến hạm Nga ở Biển Đen. Phần lớn máy bay không người lái được sử dụng ở tiền tuyến là loại FPV, máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất, giải tiền, nhẹ, có giá 400 đô la Mỹ trở xuống. Bộ trưởng Fedorov đánh giá những máy bay này còn tồn tại một số hạn chế. Chúng thường chỉ có thể mang theo lượng thuốc nổ tương đối nhỏ, cỡ bằng hai quả lựu đạn, do vậy khó có thể thay thế hoàn toàn cho đạn pháo. Loại máy bay không người lái khác được Bộ trưởng Fedorov nhấn mạnh có ý nghĩa quan trọng trong xung đột, bao gồm máy bay không người lái trinh sát và máy bay không người lái ném bom. Tuy nhiên, ông Fedorov phân tích loại quan trọng nhất là máy bay không người lái cảm tử hoạt động ở cự ly hơn 40 km, sử dụng thị giác máy tính để dẫn đường ở trạng cuối thì rắc máy tính là một lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI tạo điều kiện để máy bay không người lái đưa ra quyết định trên chiến trường theo thời gian thực. Vào tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Fedorov đã tiết lộ với truyền thông rằng Ukraine có kế hoạch sản xuất 1 triệu máy bay không người lái trong năm nay. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở dầu khí, xe thiết giáp của Nga và gây thiệt hại cho hạm đội biển đen. Gần đây nhất, truyền thống nước ngoài đưa tin, ngày 20 tháng 3, máy bay không người lái do cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR vận hành đã tấn công vào căn cứ không quân Enzo nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Nga đã mở rộng sản xuất máy bay không người lái trong nước. Nga cũng duy trì lợi thế đáng kể về máy bay không người lái so với Ukraine. Một chỉ huy Ukraine từng đánh giá rằng số lượng máy bay không người lái Nga gấp 5 đến 7 lần so với Ukraine. Theo hãng tin AFP, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã công du đến thủ đô Kiev, Ukraine. Tại đây, ông đã có một số phát biểu liên quan đến khoản đề xuất ngân sách viện trợ bổ sung cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đang bị Hạ viện Mỹ trì hoãn thông qua. Ông Sullivan cho biết, việc thông qua khoản viện trợ đang kéo dài quá lâu. Tôi biết điều đó, và các bạn cũng thế. Tôi không đưa ra dự đoán chính xác việc này sẽ hoàn thành khi nào, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, hôm nay tôi không thể đưa ra dự đoán cụ thể. Nhiều tháng qua, Hạ viện Mỹ với Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, liên tục ngăn cản việc ngân sách viện trợ Ukraine được thông qua. Tuy nhiên, bất chấp việc khoản viện trợ bị trì hoãn nhiều tháng, ông Sullivan vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng thế bế tắc trên sẽ sớm được giải quyết. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định, chúng tôi sẽ rút được số tiền đó ra ngoài. Tuyên bố của ông Sullivan được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba khẳng định, ông rất sốc khi thấy các gói viện trợ vẫn chưa được thông qua. Bên cạnh đó, trong chuyến đi của mình, ông Sullivan đang tìm cách lên dây cót tinh thần cho Kiev khi mà có những báo cáo từ quan chức Ukraine cho rằng tinh thần xa sút khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, ông ấy đến đó để nhấn mạnh cam kết của chúng tôi với Ukraine và tái khẳng định rằng chúng tôi cam kết gắn bó lâu dài với họ. Một phe đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã từ chối viện trợ bổ sung cho Ukraine, đổ lỗi cho chính quyền của ông Biden vì đã không đưa ra tầm nhìn tới chiến thắng và nói rằng hàng chục tỷ đô la Mỹ đã được chi ra chỉ gây ra bế tắc. Cố vấn Sullivan thì ở chiều ngược lại, lưu ý rằng sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây rất quan trọng trong việc bảo vệ nền độc lập của Ukraine đồng thời cho phép các bộ phận của nền kinh tế nước này phục hồi và đưa đất nước tiến gần hơn đến việc trở thành thành viên EU. Ông Sullivan cho biết thêm rằng Washington đang gấp rút cung cấp cho Ukraine. Ông từ chối bình luận về việc chuyển giao hệ thống ATAC MS, tên lửa tầm xa đã tới Ukraine hay chưa. Kiev từ lâu đã yêu cầu có thêm vũ khí tầm xa để cho phép lực lượng nước này tấn công các mục tiêu quân sự ở xa tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng nước này đang rất cần sự hỗ trợ để bổ sung kho đạn dược sắp cạn kiệt và bày tỏ hy vọng các nhà lập pháp Mỹ sẽ phê duyệt gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đang bị mắc kẹt ở đồi Capitol. Song chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson vẫn quyết tâm chống lại áp lực kêu gọi bỏ phiếu về dự luật bao gồm gói viện trợ nói trên cùng ngân sách cho Đài Loan và Israel. Hôm 20 tháng 3, ông Johnson ra tín hiệu rằng ông sẽ không từ chối cung cấp thêm viện trợ cho ép ngoài 110 tỷ đô la Mỹ đã được phê duyệt, đồng thời hứa sẽ quay trở lại vấn đề này ngay lập tức sau khi các nghị sĩ Mỹ thông qua ngân sách liên bang năm 2024 vốn đã bị trì hoãn nhiều lần. AFP dẫn lời ông Johnson nói với các phóng viên, có một số con đường mà chúng tôi đang xem xét, chúng ta phải thể hiện sức mạnh trên trường thế giới và chúng ta sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ tạm nghỉ từ đầu tuần sau cho đến ngày 8 tháng 4 và hoạt động ở cả hai viện trong thời gian còn lại của tuần này, sẽ chủ yếu tập trung vào các cuộc đàm phán về ngân sách của chính phủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ, than thở hôm ngày 20 tháng 3, dự luật về khoản ngân sách bổ sung liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia càng để lâu trên bàn của Chủ tịch Johnson, thì tình hình ở Ukraine càng trở nên tuyệt vọng. Trong cuộc họp ngày 19 tháng 3, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không, cho biết Nga đã phóng 130 tên lửa, sử dụng hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường trong tháng này. Trước đó, ông Zelensky cũng cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, có thể vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè này. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 19 tháng 3, không có gì ngạc nhiên khi Ukraine yêu cầu viện trợ quân sự nhiều hơn và nhanh hơn từ các đối tác. Chúng tôi đã tăng sản lượng quốc phòng của mình gấp 3 lần so với năm ngoái và sẽ tăng gấp 6 lần trong năm nay. Quy mô cuộc xung đột rất lớn, đó là lý do tại sao chúng ta vẫn cần nguồn cung cấp quân sự từ các đồng minh. Sau cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein, Ukraine nhận được gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu euro từ Đức, và nhiều cam kết viện trợ hơn từ Ba Lan và các thành viên khác của liên minh. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, đối với cuộc họp Ramstein này, chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro cho Ukraine. Con số đó bao gồm 10.000 viên đạn từ kho vũ khí của chúng tôi. Việc giao hàng sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn và có thể là ngay lập tức. Ngoài ra, chúng tôi đang trả phí cho 180.000 viên đạn từ sáng kiến của Cộng hòa Séc. Việc giao hàng đó sẽ diễn ra từng bước, bắt đầu vào mùa hè này. Trong cuộc họp báo chung ở Berlin tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Trong bối cảnh lực lượng Ukraine thiếu đạn dược phải đối mặt với những trận chiến khó khăn nhất kể từ những ngày mới nổ ra xung đột. Các đồng minh châu Âu đã tăng cường đáng kể sản xuất quân sự và mua đạn dược từ các nước thứ ba để hỗ trợ Ukraine, giúp lấp đầy khoảng trống do Washington chưa thể cung cấp viện trợ cho Kiev ngay lập tức. Hội đồng Liên minh châu Âu EU cũng đã phê duyệt kế hoạch bổ sung 5 tỷ euro, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Kuliba nói, các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng họ có thể tìm thêm những nguồn viện trợ khác, nhưng nói rằng điều này vẫn chưa đủ và thúc giục quốc hội Mỹ hành động. Đây là sự tin tưởng vào khả năng của Mỹ trong việc hỗ trợ các quốc gia tuân theo các quy tắc. Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, Trả lời trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Mihan khẳng định nước này hiện vẫn có đủ số lượng binh sĩ để chiến đấu và chưa cần tới sự giúp đỡ từ bên ngoài. Trong bối cảnh thiếu nhân sự và lệnh tổng động viên đang diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ông Alexander Sisky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tìm một cách tiếp cận khác trong việc huy động và luân chuyển quân nhằm thu hút gần một triệu người đang không tham gia vào các cuộc xung đột sẵn sàng ra chiến trường ngoài ra theo tổng thống ukraine volodymyr zelensky trong thời gian vừa qua tất cả các vùng ở ukraine bị lực lượng moscow nhắm mục tiêu như kharkov sumy chernihiv rất cần được trang bị đủ hệ thống phòng không kiev đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa để đối phó với quân đội nga chính quyền của ông zelensky cũng hứa sẽ không dùng những vũ khí viện trợ này để tập kích lãnh thổ nga trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý bất kỳ kiện hàng hóa nào chứa vũ khí mà phương Tây gửi đến Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Ông Lavrov nhận định Mỹ và các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ thông qua việc cung cấp vũ khí cho Kiev, mà còn thông qua việc đào tạo nhân lực cho Kiev tại các nước Anh, Đức, Ý, vân vân. Mới đây nhất, không quân Đức đặt mua 75 tên lửa hành trình của Mỹ với giá 8,7 tỷ đô la Mỹ để tăng cường năng lực cho hệ thống phòng thủ quốc gia. Theo tờ Telegraph, tên lửa Jasmer của Mỹ có tầm bắn khoảng 900 km, gần tương đương với hệ thống tên lửa Taurus mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn từ chối gửi cho Ukraine. Ngoài ra, động thái của Đức được đưa ra sau khi có những lo ngại về nguy cơ xung đột Nga-NATO có thể bùng nổ trong năm đến 8 năm tới. Hiện chưa rõ liệu Berlin đặt mua tên lửa của Mỹ cho mục đích dự trữ hay sử dụng chúng để thay thế cho những tên lửa sắp được gửi tới một quốc gia khác. Truyền thông Đức trước đó đưa tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đàm phán với Anh về việc tên lửa Taurus được gửi tới Anh và sau đó London sẽ gửi tên lửa Storm Shadow cho Ukraine. Động thái này sẽ cho phép Đức gián tiếp cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa tầm xa hơn mà không vi phạm giới hạn đỏ của Thủ tướng Olaf Scholz liên quan tới chuyển giao Taurus cho Kiev. Ukraine nói Nga đã mở cuộc tấn công lớn bằng tên lửa, gây ra nhiều tiếng nổ ở trung tâm thủ đô Kiev. Còi báo động phòng không đã được kích hoạt ở thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm ngày 21 tháng 3. Trước khi hàng chục tiếng nổ lớn và âm thanh khai hỏa của các hệ thống phòng không vang lên ở trung tâm thành phố. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng mảnh vỡ từ tên lửa của Nga bị đánh chặn đã rơi xuống nhiều quận nội thành, gây cháy một số tòa nhà và ô tô trên đường phố. Đây là lần đầu thủ đô Kiev hứng đòn không kích của Nga trong gần 2 tháng qua. Kể từ đợt tấn công dữ dội bằng tên lửa, máy bay không người lái, UAV cảm tử tầm xa hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã bí mật tới Ukraine, một chuyến đi nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Kiev trong hoàn cảnh Quốc hội Mỹ bế tắc khoản viện trợ bổ sung. Ông Jake Sullivan đến Ukraine trong bối cảnh các lực lượng nước này đang ở thế yếu sau khi rút lui khỏi thành phố chiến lược Adivka ở phía đông và đối mặt với những đợt tấn công của Nga trên khắp tiền tuyến. Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và binh lính thường xuyên, trong khi các nhà lập pháp Hạ viện Hoa Kỳ vẫn tranh cãi gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ của Thượng viện cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho đến nay đã từ chối lời kêu gọi bỏ phiếu về gói viện trợ, khiến Nhà Trắng phải gấp rút tìm kiếm vũ khí và thiết bị có thể gửi đến cho Ukraine. Cố vấn Sullivan nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại văn phòng Tổng thống Ukraine ở Kiev rằng các bạn nên tin vào Mỹ, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành được việc này chúng tôi sẽ chuyển khoản viện trợ này cho Ukraine. Trong chuyến đi của mình, ông Sullivan đang tìm cách lên dây cót tinh thần cho Kiev, khi mà có những báo cáo từ quan chức Ukraine cho rằng tinh thần xa sút khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Một phe đảng Cộng hòa trong quốc hội đã từ chối viện trợ bổ sung cho Ukraine, đổ lỗi cho chính quyền của ông Biden vì đã không đưa ra tầm nhìn tới chiến thắng và nói rằng hàng chục tỷ đô la Mỹ đã được chi ra chỉ gây ra bế tắc. Cố vấn Sullivan thì ở chiều ngược lại, lưu ý rằng sự hỗ trợ của mỹ và phương tây rất quan trọng trong việc bảo vệ nền độc lập của ukraina đồng thời cho phép các bộ phận của nền kinh tế nước này phục hồi và đưa đất nước tiến gần hơn đến việc trở thành thành viên eu ông sullivan có ý nhấn mạnh rằng việc nga đưa quân tới ukraina hoàn toàn là một sai lầm đối với tổng thống vladimir putin một quan chức trong đoàn cho biết quan chức này nói thêm ukraina đang vượt xa những gì nhiều người dự đoán và chúng ta cần phải bám sát họ quan chức này cho biết chuyến thăm sẽ có cuộc gặp giữa ông Sullivan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về con đường phía trước cho Ukraine. Ông Sullivan cho biết thêm rằng Washington đang gấp rút cung cấp cho Ukraine. Ông từ chối bình luận về việc chuyển giao hệ thống Atak MS, tên lửa tầm xa đã tới Ukraine hay chưa. Kiev từ lâu đã yêu cầu có thêm vũ khí tầm xa để cho phép lực lượng của nước này tấn công các mục tiêu quân sự ở xa tiền tuyến. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến lược ISW có trụ sở tại Mỹ mới đây, các lực lượng Nga đã cho thấy khả năng thích ứng với cuộc xung đột ở Ukraine và có thể sẽ hướng tới việc nhân rộng các bài học rút ra từ cuộc xung đột nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài tiềm tàng với NATO. Nhận định trên cũng được xác nhận bởi người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Estonia, EFIS Kauporosin, người nói rằng quân đội Nga đang rút ra những kinh nghiệm sau 2 năm xung đột ở Ukraine. Theo ông Rosin, tình báo Estonia đánh giá rằng các lực lượng Nga đã giải quyết phần lớn các vấn đề trên chiến trường với số lượng lớn nhân lực, trang thiết bị và những điều chỉnh trong tác chiến. Cụ thể, Quân đội Nga đã giải quyết nhiều thách thức về chiến thuật và hoạt động ở Ukraine thông qua khả năng cung cấp lượng trang thiết bị và nhân lực lớn hơn so với phía Ukraine. Sự thích ứng đáng chú ý về chiến thuật được thể hiện rõ nhất trong phòng thủ của Nga trước cuộc phản công mùa hè năm 2023 từ phía Ukraine và tương đối thành công nhờ vào việc chuẩn bị cũng như tiến hành phòng thủ đàn hồi. Quân đội Nga rút khỏi chiến hào về vị trí phòng thủ thứ cấp sau khi bị Ukraine tấn công. Sau đó, lực lượng Nga phản công khi quân đội Ukraine đang tiếp cận chiến hào bị bỏ hoang hoặc với tiếp cận vị trí mới và dễ bị tấn công. Kết hợp sử dụng hiệu quả các cải tiến công nghệ với hệ thống tác chiến điện tử EVK và máy bay không người lái. Ngoài ra, các lực lượng Nga dường như đã thiết lập được một số tổ hợp trinh sát hỏa lực RFC hiệu quả để đẩy lùi các cuộc tấn công cơ giới hóa của Ukraine. Theo USVK, hiện vẫn chưa rõ quân đội Nga đã phổ biến những điều chỉnh này đến các đơn vị khác nhau của Nga ở Ukraine ở mức độ nào nhưng các lực lượng của Moscow đang nỗ lực thích ứng với những thách thức chiến thuật và hoạt động từ cuộc xung đột ở Ukraine trên quy mô lớn. Các hoạt động tấn công đang diễn ra của Nga cho thấy rằng Bộ Chỉ huy Nga có thể đã học được từ những sai lầm trong lập kế hoạch tác chiến trước đây, và quân đội Nga đang áp dụng các biện pháp thích ứng ở cấp độ chiến thuật có chọn lọc trên một số khu vực nhất định của mặt trận. Quân đội Nga hiện có thể đang triển khai lực lượng dự bị chiến thuật và tác chiến để chiến đấu ở miền đông Ukraine nhằm nỗ lực duy trì và có khả năng tăng cường nhịp độ các hoạt động tấn công đang diễn ra. Theo ISVK, việc chuyển lực lượng dự bị chiến thuật tới các khu vực mới ở tiền tuyến cho thấy Nga có khả năng cân bằng linh hoạt và cân nhắc lại các nỗ lực tấn công của mình. Về phần mình, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Zizky, hôm 18 tháng 3 một lần nữa đề cao việc sử dụng máy bay không người lái trên chiến trường, nói rằng chúng ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc xung đột với các lực lượng Nga. Theo đài phát thanh tự do châu Âu, RFERL, tướng Zizky nói rõ, các hệ thống không người lái chiếm một vị trí nổi bật ở đây. Vì vậy, việc phát triển việc sử dụng các hệ thống không người lái là ưu tiên hàng đầu của tôi đưa ra nhận xét cùng ngày với việc chính phủ ukraine phê duyệt khoản chi lớn cho việc mua vũ khí ông sinsky nói rằng quân đội ukraine cần được trang bị những loại vũ khí mới nhất và hiệu quả nhất ông cũng nhấn mạnh việc đào tạo các chuyên gia về tác chiến điện tử máy bay không người lái và hệ thống điều khiển tự động robot chiến trường ukraine cũng đang nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ các đối tác phương tây Quân đội nước này hiện phải vật lộn với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng trên khắp chiến tuyến trải dài hơn 900 km ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Nga ngày 20 tháng 3 cho biết, các binh sĩ nước này đang đẩy lùi lực lượng Ukraine và Moscow sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội bằng cách bổ sung thêm hai đội quân và hàng chục sư đoàn, lữ đoàn mới vào cuối năm nay. Hãng Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố trước các tướng cấp cao rằng các nhóm lực lượng Nga tiếp tục ép đối phương phải rời vị trí. Mỹ và các nước vệ tinh cực kỳ quan ngại về sự thành công của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực quân sự. Các nhóm quân kết hợp của Nga sẽ tiếp tục tăng cường tấn công các mục tiêu của đối phương. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Sugu, quân đội Nga đã thành lập một quân đoàn lục quân, một sư đoàn súng trường cơ giới, một hạm đội sông DDP và một lữ đoàn tàu hoạt động trên sông. Đồng thời, Nga sẽ thành lập hai đội quân vũ trang hỗn hợp và 14 sư đoàn, 16 lữ đoàn mới và tiếp tục cải thiện cơ cấu chiến đấu và sức mạnh quân số của quân đội Nga phù hợp với các mối đe dọa mới nổi đối với an ninh đất nước. Trong khi đó, giới chức tình báo phương Tây nhận định, cuộc xung đột có thể bước vào giai đoạn bước ngoặt vì kỹ ép cần các đồng minh phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó cho biết sự sống còn của Ukraine đang bị đe dọa. Về phía Ukraine, hãng tin Al Jazeera có trụ sở ở Qatar ngày 18 tháng 3 cho biết, Nga dường như đã sẵn sàng tăng cường quân đội tấn công sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử, khiến Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều tương tự. Trong một cuộc xung đột diễn ra cách xa tiền tuyến, các nhà lập pháp Ukraine đang tranh luận về một dự luật có thể quyết định vận mệnh của đất nước họ trong cuộc xung đột với Nga. Dự luật này cho phép huy động tới 500.000 quân nhân mới, tương đương với việc tăng thêm 50% số quân đội thường trực của Ukraine, giúp nước này cuối cùng có thể phá vỡ vòng vây của Nga ở các khu vực phía Nam, cắt mặt trận làm đôi và buộc Điện Kremlin phải đàm phán theo điều kiện của Kiev. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự nhằm ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Kiev đã huy động nam giới trên 27 tuổi tham gia quân đội, nhưng chỉ một phần ba trong số hàng triệu nam và nữ mặc quân phục đang làm nhiệm vụ chiến đấu chống lại 462.000 binh sĩ Nga. Theo ước tính của Kiev, còn theo tuyên bố của ông Putin là 617.000 binh sĩ. Phần nhân sự còn lại của Ukraine đóng vai trò hỗ trợ, bao gồm hàng chục nghìn người được đưa đến biên giới phía Bắc giáp Belarus, nơi trước đây được Moscow được sử dụng làm bàn đạp để tấn công Kiev. Này vẫn còn yên tĩnh, nhưng Ukraine muốn ngăn chặn kịch bản trước đây lặp lại. Tối ngày 20 tháng 3, một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Reuters rằng các máy bay không người lái của Ukraine do tình báo quân sự nước này vận hành đã tấn công căn cứ không quân Angels nằm trong lãnh thổ Nga vào sáng ngày 20 tháng 3 và Kiev đang đánh giá thiệt hại. Trong khi đó, các nguồn tin trong cơ quan đặc biệt Ukraine đã xác nhận với tờ Kiev Post rằng Tổng cục tình báo chính HUR của Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ không quân Angel, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Thống đốc tỉnh Saratov, nơi đặt căn cứ không quân Angel, ông Roman Bushajin cho biết trên kênh Telegram rằng các máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi gần thành phố Angel vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 3, nhưng không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào. Khi đề cập tới thiệt hại đối với Nga từ vụ tấn công, nguồn tin từ Kiev của Reuters nói rằng kết quả đang được xác minh. Trong đoạn video mà Reuters có được, người ta thấy một người đàn ông đang lắng nghe tiếng gầm động cơ, sau đó là chớp sáng và tiếng nổ cùng tiếng còi báo động. Reuters nói rằng họ đã có thể xác nhận vị trí từ thông tin địa chỉ trên đoạn video an ninh, thiết kế tay vịt, biển hiệu ở lối vào tòa nhà và thảm thực vật khớp với hình ảnh hồ sơ về địa điểm đó. Reuters cho biết thêm, họ cũng có thể xác nhận thời gian hiển thị trên video khớp với tuyên bố từ một nguồn tin tình báo Ukraine khi nói chuyện với Reuters. Theo Reuters, căn cứ không quân Engel là trụ sở chính của phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga, nằm gần thành phố Saratov, cách Moscow khoảng 730 km về phía đông nam và cách biên giới Ukraine hàng trăm km. Gần đây nhất, vào hôm 11 tháng 1 năm 2024, Astra, một kênh truyền thông thân Nga cho biết, hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ và rơi xuống khu vực sân bay quân sự Engel 2 và dạng sáng Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin máy bay không người lái xuất hiện ở Saratov, cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Thống đốc tỉnh Saratov, ông Roman Bushazin tuyên bố trên kênh Telegram rằng các máy bay đều bị bắn hạ. Theo ông Bushazin, không có thương vong nào xảy ra. Vào năm 2022, căn cứ không quân Angel cũng nhiều lần bị máy bay không người lái tấn công. Khi đó, theo tờ The Guardian, căn cứ không quân Angel có từ thời Liên Xô cũ là nơi đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 121 của Nga gồm các phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160. Đây là những máy bay đã phóng tên lửa tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Robley, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại của Mỹ nhận định, vị trí của căn cứ không quân cho thấy máy bay ở đây đã đóng một vai trò quan trọng trong các vụ ném bom gần đây ở Ukraine. Căn cứ này nằm ở tỉnh Saratov, cách phía đông Ukraine 804 km. Ông Robley cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào căn cứ Angel đều có khả năng nhằm phá vỡ kế hoạch của Nga trong tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine. Ông nói, Ukraine đã cảnh báo trong nhiều tuần nay rằng Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng tấn công tên lửa mới vào mạng lưới năng lượng của mình. Đây có thể là một cuộc tấn công phủ đầu. Ông Robley ước tính rằng tại căn cứ không quân Angel, Nga có khoảng 15 đến 16 máy bay ném bom Tu-95MS và 15 chiếc Tu-160 chiếm tỷ lệ lớn nhất trong kho vũ khí Tu-160 của nước này. Ông Gleb Irishov, cựu trung úy không quân Nga mô tả Angel là sân bay trọng điểm cho hàng không chiến lược của Nga. Ông nói, nếu quả thực Ukraine đã tấn công căn cứ, điều đó cho thấy nước này đang đạt được nhiều tiến bộ trong khả năng tiếp cận các căn cứ cách xa tiền tuyến. Cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan vẫn đang căng thẳng. Những người nông dân đã chặn tất cả các ngã đường bằng máy kéo và pháo sáng. Bên cạnh quốc kỳ, máy móc nông nghiệp là rừng biểu ngữ và hình ảnh cho thấy sự phẫn nộ. Chẳng hạn một tên đào phủ với dòng chữ, thỏa thuận xanh đồng nghĩa với cái chết của nền nông nghiệp Ba Lan. Truyền thông châu Âu đưa tin, những người biểu tình cảnh báo việc phong tỏa đường tại hơn 500 điểm dân cư, máy móc nông nghiệp xuất hiện trên các đường phố và cả đường cao tốc. Nông dân Ba Lan cũng thông báo sẽ chặn khoảng 10 tuyến đường cao tốc quan trọng dẫn đến thủ đô Warsaw. Cảnh sát Ba Lan xác nhận hơn 580 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch, trong đó ít nhất 70.000 nông dân tham gia. Những người biểu tình phản ánh Nông sản Ukraine giá rẻ đang tràn ngập châu Âu khiến họ không thể cạnh tranh. Tại địa điểm bị phong tỏa, Jakret Lukas Komorowski, một người tổ chức biểu tình cho biết: Chúng tôi yêu cầu rút toàn bộ thỏa thuận xanh, các chính sách của EU nhằm sớm đạt được các mục tiêu về khí hậu. Chúng tôi yêu cầu rút lại Fit for 55, kế hoạch khí hậu của EU, tất cả các giới hạn về lượng khí thải, tất cả các lệnh cấm và hạn chế. Trước đó, EU đã đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm gia hạn quyền tiếp cận miễn thuế của các nhà sản xuất thực phẩm Ukraine vào thị trường khu vực cho đến tháng 6 năm 2025 và đã có bổ sung những hạn chế mới về nhập khẩu ngũ cốc. Các nhà lãnh đạo biểu tình ở Ba Lan cho biết họ không hài lòng với thỏa thuận mới nhất vì nó dựa trên số liệu của những năm gần đây như một tài liệu tham khảo về giới hạn nhập khẩu. Họ muốn hạn ngạch dựa trên số liệu trước khi xung đột quân sự ở Ukraine bắt đầu, khi đó nhập khẩu thấp hơn nhiều nông dân Ba Lan đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine kể từ tháng trước để phản đối điều mà họ cho là sự cạnh tranh không công bằng từ hàng hóa Ukraine. Hiện tại, nông dân Ba Lan cũng đang chặn các con đường tiếp cận Warsaw và các thành phố lớn khác bao gồm Wrocław, Poznan và Bydgoszcz. Ukraine đã phải chứng kiến ngành nông nghiệp bị tê liệt do hoạt động quân sự của Nga bắt đầu từ năm 2022, khiến nhiều tuyến đường xuất khẩu chính của nước này qua Biển Đen bị phong tỏa và nhiều vùng đất nông nghiệp không thể sử dụng được do giao tranh. Trong nỗ lực hỗ trợ Kyiv về mặt kinh tế, đồng minh EU đã nhanh chóng bãi bỏ thuế quan đối với hàng hóa Ukraine vận chuyển qua 27 quốc gia của khối bằng đường bộ. Nhưng do các vấn đề về hậu cần khiến một lượng lớn ngũ cốc Ukraine xuất khẩu ra các nước ngoài EU đã tích lũy ở Ba Lan, làm giảm giá của các nhà sản xuất địa phương. Vừa mới đây, các quốc gia thành viên EU đã đạt được thỏa thuận hạn chế nhập khẩu miễn thuế một số loại ngũ cốc của Ukraine nhằm xoa dịu những bức xúc của nông dân Ba Lan cũng như một số nước EU khác. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan, Jarosław Sikorski, cũng đã ký một thỏa thuận sơ bộ với đại diện nông dân nước này vào đầu tuần về các khoản trợ cấp, theo kế hoạch điều chỉnh quan hệ thương mại với Ukraina và các điều khoản khác. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn chưa đủ để ngăn chặn các cuộc phong tỏa và leo thang biểu tình của nông dân vào ngày 20 tháng 3. Trong khi đó, không chỉ nông dân Ba Lan, những đồng nghiệp của họ ở một số nước châu Âu khác cũng đã ra đường trong nhiều tuần qua hàng trăm nông dân đã biểu tình bằng cách lái xe với tốc độ rùa bò trên khắp các ngã đường ở cộng hòa séc họ cũng chặn cửa khẩu biên giới stratni với đức trong một giờ tuần trước ec cũng đã đưa ra một số nhượng bộ nhất định đối với nông dân chẳng hạn đề xuất nới lỏng các quy định về bỏ hoang đất đai hoặc luân canh cây trồng các đề xuất cải tiến chương trình trợ cấp của khối được gọi là chính sách nông nghiệp chung cap nhằm xoa dịu nông dân trên khắp lục địa tuy nhiên những thay đổi được đề xuất trong cap vẫn cần được đàm phán giữa các quốc gia thành viên eu và nghị viện châu Âu. Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro, tương đương 542 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc đàm phán với Mỹ và các đồng minh khác tại căn cứ không quân Ramstein, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro. Gói viện trợ này bao gồm cả 10.000 viên đạn, Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn là một đối tác đáng tin cậy. Liên quan đến việc viện trợ cho Ukraine, cùng ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bảo vệ quyết định không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev. Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh Đức là quốc gia châu Âu hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine, đến nay đã cung cấp hoặc cam kết cung cấp viện trợ trị giá 28 tỷ euro cho chính quyền Kiev. Đức đã chuyển giao gần như tất cả các loại vũ khí sát thương cho Ukraine như xe tăng chiến đấu, pháo binh tên lửa Patriot và tên lửa phòng không hiện đại Iris T. Nhà lãnh đạo Đức cho biết tất cả những điều này đã được quyết định một cách thận trọng và phối hợp đúng đắn với các đồng minh. Việc viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine vốn là vấn đề gây chia rẽ nội bộ nước Đức trong một thời gian gần đây. Căng thẳng sau đó còn được khuếch đại khi Nga công bố ghi âm cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức. Thủ tướng Olaf Scholz, một thành viên Đảng Dân chủ Xã hội SPD, đã loại trừ việc chuyển giao tên lửa ở thời điểm hiện tại, nói rằng tầm bắn của Taurus quá xa và Đức có thể bị lôi kéo trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc chiến nếu Berlin cố cung cấp chúng cho Kyiv. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU/CSU đối lập lại ủng hộ ý tưởng này và đang tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu tại quốc hội Bundestag để khuyến nghị nên cung cấp Taurus. Những nhân vật hàng đầu từ cả hai đối tác liên minh cấp dưới của SPD là Đảng Xanh và FDP cũng đang lên tiếng ủng hộ ý tưởng trên hoặc một số đề xuất thay thế liên quan đến một trao đổi vũ khí với Vương quốc Anh. Ngoại trưởng Anh David Cameron, người đã đến thăm Berlin gần đây, dường như đã mở ra một cánh cửa thay thế cho ý tưởng chuyển giao tên lửa Taurus. Ông đề xuất trong một cuộc phỏng vấn truyền thông với nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức rằng Berlin có thể gửi tên lửa Taurus tới Anh. Đổi lại, Anh gửi cho Ukraine thêm tên lửa Storm Shadow có tầm bắn ngắn hơn và không thể vươn xa tới Nga từ Ukraine. Đức đã đưa ra ý tưởng này từ nhiều tháng trước khi tranh cãi về Taurus bắt đầu, nhưng khi đó họ vấp phải phản ứng thờ ơ từ London. Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức, Thụy Điển hợp tác sản xuất, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Với tầm bắn này, nếu được triển khai tại Ukraine, chúng có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Với đầu đạn nặng tới 480 kg, Taurus có thể bắn trúng cả mục tiêu lẻ như xe tăng, pháo, radar, sở chỉ huy, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu lớn hơn như những đoàn xe quân sự, cụm sở chỉ huy, căn cứ quân sự, kho bãi. Hơn nữa, máy bay mang tên lửa không cần phải đi vào khu vực phòng không của đối phương. Sau nhiều lần sửa đổi, Taurus được trang bị những tổ hợp kỹ thuật mới nhất, hệ thống định vị tự động, thiết bị nhận dạng mục tiêu, cảm biến bức xạ của kẻ thù, bẫy chống tên lửa. Đây là một trong những tên lửa hành trình tiên tiến nhất do châu Âu sản xuất. Ở một số khía cạnh, nó có thể so sánh với Storm Shadow của Anh và Pháp. Thậm chí với một số tiêu chí như cự ly, sức mạnh và nhắm mục tiêu theo nhiều lớp, nó còn vượt trội. Một ưu điểm khác của Taurus là tên lửa này có thể bay ở độ cao chỉ 35 mét, khiến hệ thống radar gần như không thể phát hiện. Chuẩn tướng Anthony Mastali, chỉ huy lực lượng vũ trụ Mỹ USSF ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói hồi đầu tuần đề cập chương trình khám phá mặt trăng của Trung Quốc từ góc độ quân sự, tôi muốn tìm hiểu xem có những phương thức tấn công nào mà chúng ta chưa xem xét hay cần cân nhắc hay không, như từ không gian XGEO và Sis Luna. Thuật ngữ XGEO mà ông Mastali đưa ra là toàn bộ không gian nằm ngoài quỹ đạo địa đồng bộ, cách bề mặt trái đất khoảng 35.000 km. Còn Sis Luna là khoảng không gian nằm giữa trái đất và mặt trăng. Tướng Mastali nói, mối lo ngại lớn nhất của ông vẫn là nguy cơ xảy ra xung đột trên trái đất song cho rằng cần phải nghiên cứu ngay lập tức chiến lược về mặt trăng của trung quốc ông cho hay tôi đã quan tâm hơn về các quỹ đạo mới này về sự hiện diện trên mặt trăng nhưng việc điều đó có thể dẫn tới các phương tiện tấn công tiềm tàng nào nhằm vào quỹ đạo hoạt động bình thường của vệ tinh chúng tôi mỹ đang triển khai hàng nghìn vệ tinh trên quỹ đạo trái đất với mục đích dân sự và quân sự nước này cũng phóng vệ tinh lên không gian sis luna nhằm giám sát mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo giới chức mỹ gần đây nhiều lần cảnh báo việc trung quốc có kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự trên không gian Tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Vũ trụ Mỹ, tại phiên điều trần Quốc hội hồi tháng 2 nói rằng khả năng quân sự của Trung Quốc trong không gian đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Trung Quốc sau đó đã bác bỏ các tuyên bố này, cáo buộc Mỹ đưa ra các tuyên bố như một cái cớ để mở rộng sức mạnh quân sự của chính họ. Cũng trong tháng 2, Nhà Trắng cáo buộc Nga đang phát triển vũ khí diệt vệ tinh có thể triển khai trên không gian, song không phải là mối đe dọa tức thời. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tôi có thể xác nhận Nga đang phát triển năng lực chống vệ tinh. Năng lực này chưa được triển khai. Dù Nga theo đuổi năng lực cụ thể này là việc đáng lo ngại, điều này chưa gây ra mối đe dọa tức thời đối với an toàn của mọi người. Trước đó, chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, Mike Turner, thông báo đã chuyển thông tin về mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đến mọi thành viên quốc hội. Song không tiết lộ cụ thể, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, vấn đề được đề cập liên quan đến nỗ lực của Nga nhằm phát triển vũ khí hạt nhân trên không gian. Ông Kirby xác nhận vũ khí diệt vệ tinh mà Nga đang phát triển có thể được triển khai trên không gian, song không cho biết nó có phải là vũ khí hạt nhân như truyền thông Mỹ đưa tin hay không. Tuy nhiên, ông cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 mà Moscow và Washington là thành viên, trong đó cấm triển khai vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác lên không gian. Theo ông Kirby, vũ khí của Nga có thể gây nguy hiểm cho các phi hành gia ở quỹ đạo thấp, cũng như làm gián đoạn hoạt động của các vệ tinh quân sự và dân sự quan trọng. Sau khi được thông báo, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo các quan chức giới quyền liên hệ với Nga về vấn đề này, song Moscow chưa đưa ra phản hồi. Tờ Politico dẫn nguồn tin riêng cho biết, Canada, Nhật Bản có thể tham gia hiệp ước an ninh AUKUS cùng Mỹ, Anh và Australia vào cuối năm nay. Thậm chí Nhà Trắng còn lên kế hoạch kết nạp thành viên mới cho AUKUS trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Một nhà ngoại giao tham gia đàm phán mở rộng AUKUS cho biết, Canada và Nhật Bản có thể trở thành hai trụ cột mới của hiệp ước này. Các quốc gia này sẽ hợp tác với AUKUS để phát triển công nghệ quân sự tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và tên lửa siêu thanh. AUKUS được thành lập vào năm 2021 giữa ba nước gồm Mỹ, Anh và Australia. Một phần của hiệp ước này là Washington và London phải hỗ trợ Canberra xây dựng lực lượng tàu ngầm hạt nhân. Việc kết nạp thêm thành viên mới có thể giúp hoạt động hợp tác của AUKUS rộng hơn trước. Một nguồn tin khác nói với Politico rằng Nhà Trắng đang cố gắng để nhanh tốc độ kết nạp tư cách thành viên của Canada và Nhật Bản. Nhà ngoại giao cho biết, ông Biden đang rất nỗ lực để hoàn thành việc kết nạp thành viên AUKUS trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông Donald Trump nhiều khả năng sẽ trở thành ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Đối với chính quyền ông Biden, đây là thách thức không hề nhỏ. Với các cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Anh và Australia vào năm tới, London và Canberra đang tham gia vào kế hoạch mở rộng nhanh chóng mà Washington đã lên kế hoạch. Một quan chức làm việc tại Bộ Quốc phòng Anh nói với Politico rằng có động lực để hoàn thành kết nạp đồng minh mới cho AUKUS. Trong một diễn biến khác, Nga hôm 20 tháng 3 cho biết đã nắm được những thông tin của tình báo Mỹ trong việc dùng các công ty vận hành vệ tinh thương mại như SpaceX và cảnh báo những động thái như vậy sẽ khiến vệ tinh của Mỹ trở thành mục tiêu hợp pháp. Hãng Reuters dẫn 5 nguồn tin nắm được chương trình này cho hay SpaceX đang xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh do thám theo một hợp đồng mật với cơ quan tình báo Mỹ. Việc làm của SpaceX thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa công ty của tỷ phú Elon Musk với các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ các nguồn tin cho biết, nếu thành công, mạng lưới trên sẽ nâng cao đáng kể khả năng của chính phủ và quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng phát hiện các mục tiêu tiềm năng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên: "Chúng tôi nhận thức được những nỗ lực thu hút khu vực tư nhân phục vụ cho tham vọng không gian quân sự của Washington. Những hệ thống như vậy sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các biện pháp trả đũa, gồm cả trả đũa quân sự." SpaceX, nhà khai thác vệ tinh lớn nhất thế giới, không trả lời một số yêu cầu bình luận về hợp đồng trên cũng như vai trò của công ty trong hợp đồng và thông tin chi tiết về các vụ phóng vệ tinh. Lầu Năm Góc đã chuyển yêu cầu bình luận tới Văn phòng Trinh sát Quốc gia và SpaceX. Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmitry Kuleba cho biết, Ukraine không cần binh sĩ thuộc NATO hiện diện trên lãnh thổ để đánh bại Nga. Theo ông, bình luận được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc liên minh này có thể triển khai quân đội tới Ukraine đã bị hiểu lầm. Tờ La Stampa của Italia đã dẫn lời ông Kuleba miêu tả phản ứng của các nhà lãnh đạo châu Âu là hoảng loạn theo ông Kuleba, ông Macron chỉ có ý định nói rằng có khả năng sẽ huấn luyện binh lính Ukraine trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine, chứ không phải ở bên ngoài như hiện nay. Đồng thời cho biết, điều Kiev cần từ các đối tác nước ngoài là vũ khí, đặc biệt là máy bay không người lái, chứ không phải lực lượng. Đầu tuần này, NPS đưa tin, lực lượng quân sự từ các nước NATO đang hoạt động ở Ukraine, hỗ trợ Kiev gần như mọi khía cạnh có thể trong cuộc xung đột với Nga, ngoại trừ các hoạt động tác chiến. Các khía cạnh trên bao gồm cả việc huấn luyện binh lính bên trong lãnh thổ Ukraine, Tờ báo Tây Ban Nha này cho hay, sau khi dẫn các phỏng vấn với một số nguồn tin trong hai năm qua, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, ông Sergei Naryshkin cũng khẳng định, Pháp đang chuẩn bị một lực lượng lên tới 2.000 binh sĩ cho khả năng can thiệp vào xung đột ở Ukraine. Quan chức Nga cũng cho rằng việc triển khai này được tiến hành bí mật. Paris đã bác bỏ thông báo của ông Naryshkin và cho rằng đây là hành động gây xung đột một cách vô trách nhiệm. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng nga sẽ hưởng lợi nếu pháp quyết định triển khai binh sĩ đến ukraine để hỗ trợ kiev ông medvedev không nêu cụ thể những lợi ích đối với nga là gì theo ông quân nhân pháp ở ukraine sẽ trở thành lực lượng can thiệp nên loại bỏ họ là ưu tiên và vấn đề danh dự đối với lực lượng vũ trang nga căng thẳng nga pháp gần đây gia tăng sau khi tổng thống emmanuel macron cuối tháng trước tuyên bố phương tây không loại trừ khả năng đưa quân tới ukraine điều được cho là cấm kỵ và có thể khiến nato bị cuốn vào cuộc xung đột quy mô lớn với nga quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân điện kremlin chỉ trích tuyên bố của tổng thống pháp Cảnh báo việc phương Tây điều quân tới Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa NATO với Nga. Ông Macron sau đó đã giải thích tuyên bố không đồng nghĩa với việc Pháp sẽ điều quân tới Ukraine trong tương lai gần. Trong khi đó, nói về sự hiện diện của binh sĩ phương Tây ở Ukraine, ngoại trưởng Ba Lan, Radoslaw Sikorski cũng đã gọi đây là bí mật ai cũng biết. Quan chức Ba Lan dường như đề cập bình luận của ông Lapшон trước đó về việc Đức từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Ông Schol khi đó nói Đức không tham gia hỗ trợ binh sĩ Ukraine nhắm mục tiêu trong các đòn đánh, bất kể là từ Đức hay tại thực địa như Anh và Pháp đang làm. Bình luận được hiểu là ông Schol xác nhận binh sĩ phương Tây đã hiện diện ở Ukraine. Theo ông Sikorsky, Ukraine và Ba Lan từng là một suốt 400 năm. Việc Ba Lan điều binh sĩ đến Ukraine sẽ dễ dàng trở thành công cụ tuyên truyền cho Nga. Do vậy, chúng tôi nên là bên sau cùng làm vậy. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga sẽ không tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng như Kiev đã làm. Ông Putin nhấn mạnh Nga có kế hoạch và quan điểm riêng. Ông Putin cho hay Ukraine tấn công dân thường và các cơ sở phi quân sự. Tất nhiên chúng tôi có thể đáp trả bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở tương tự khác của Ukraine. Nhưng chúng tôi có quan điểm khác về vấn đề này, các kế hoạch khác, chúng tôi sẽ tuân theo chúng. Ông Putin nói, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người dân. Có nhiều cách khác nhau ở đây, Điều đó không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm được. Ông Putin kêu gọi bác sĩ vùng Belgorod tiếp tục ở lại làm việc trong vùng giao tranh rằng không một bác sĩ nào ở Belgorod và bất kỳ ai ở vùng Belgorod phải rời đi, không từ bỏ nơi làm việc của mình. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ không bỏ cuộc và chiến thắng. Tổng thống Putin đánh giá cao lòng dũng cảm của người dân vùng Belgorod cũng như các khu vực khác giáp Ukraine. Ông Putin cho hay, tôi muốn gửi những lời biết ơn và ngưỡng mộ đến người dân vùng Belgorod và các vùng biên giới khác tôi muốn cảm ơn sự dũng cảm của các bạn. Lãnh đạo Nga cam kết tất cả dân thường và cơ sở bị ảnh hưởng bởi sự chiếm đóng của Ukraine sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính quyền. Ông Putin chỉ ra rằng, tất nhiên chúng tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ người dân, cả những người mất việc kinh doanh và chỉ những công dân bình thường bị mất nhà cửa. Vừa qua, thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, khoảng 9.000 trẻ em sẽ được sơ tán khỏi Belgorod, vùng có biên giới giáp với Ukraine. Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng thân Kiev liên tiếp tổ chức các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Gratkov cho biết nhóm đầu tiên gồm 1.200 trẻ em sẽ được sơ tán từ các khu vực không an toàn đến các địa phương nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga như Penza, Tambov và Kaluga từ ngày 22 tháng 3. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu vực biên giới và dân thường khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine và các cuộc tấn công xuyên biên giới gia tăng mạnh trong những tháng gần đây. Theo ông Gladkov, các khu vực dân sự ở Belgorod bị tấn công với tần suất ngày càng tăng trong những tuần gần đây. Mặc dù lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một số lượng lớn tên lửa, nhưng các cuộc tấn công vẫn khiến nhiều người thương vong trong thời gian qua. Trước đó, trong phát biểu nhân việc tái đắc cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin gây chú ý với việc đề cập khả năng thiết lập một vùng đệm như trên ở Ukraine. Theo ông, những sự kiện tàn khốc gần đây tại các vùng Nga tiếp giáp với Ukraine có thể buộc Moscow tạo ra một vùng đệm nhất định đặt ở những khu vực vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đó là vùng an ninh gây khó cho địch thủ sử dụng vũ khí, đa số có nguồn gốc từ nước ngoài để bắn phá. Đến nay, chưa rõ chính xác các vùng đệm này sẽ ở đâu và hoạt động như thế nào. Giới quan sát lưu ý, vùng Belgorod và Kursk của Nga đã trở thành địa điểm thường xuyên bị Ukraine tấn công kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm ông Putin phát động kế hoạch quân sự. Ngay sau động thái của nhà lãnh đạo Nga, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đó là tuyên bố rõ ràng cho thấy xung đột chỉ gia tăng. Những điều này là bằng chứng cho thấy Nga chưa sẵn sàng theo đuổi các mối quan hệ chính trị và xã hội thời hiện đại, trong đó quan tâm tới quyền chủ quyền tuyệt đối của quốc gia khác. tờ Jerusalem Post dẫn thông báo cho biết một vật thể chưa xác định rơi xuống phía bắc thành phố Eilat của Israel, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống phòng không của Israel để lọt tên lửa Houthi. Quân đội Israel sau đó xác nhận đó là một quả tên lửa hành trình bay đến từ hướng Biển Đỏ. Dù Israel không nêu đích danh Houthi, nhưng lực lượng do Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm. Được biết, Houthi đã liên tiếp phóng máy bay không người lái UAV và tên lửa để tấn công tuyến hàng hải tại khu vực từ tháng 11 năm 2023, nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine giữa lúc Israel thực hiện chiến dịch quân sự tại giải Gaza. Theo đó, các tên lửa và UAV phóng từ Yemen cũng từng rơi xuống các nước láng giềng của Israel hoặc bị lực lượng phòng không ngăn chặn. Có một vụ, một chiếc UAV nhỏ từ Syria lọt được sang Eilat nhưng không gây thiệt hại lớn. So với UAV thì tên lửa hành trình có khả năng gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều. Mặt khác, hầu thi trước đó cho biết đã bắn một số tên lửa vào tàu vận tải MSC Silver và phóng một số máy bay không người lái chứa chất nổ về phía thành phố Eilat ở miền nam Israel cũng như một số tàu chiến Mỹ. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn khác của houthi mohammed abdul salam khẳng định hoạt động hàng hải quốc tế sẽ không bị đe dọa nếu không có bất kỳ hành động thách thức nào người phát ngôn này nhấn mạnh phải đưa ra tuyên bố khẩn cấp và toàn diện về một lệnh ngừng bắn ở giải gaza vì những lý do nhân đạo thay vì quân sự hóa biển đỏ truyền thông israel dẫn các nguồn tin từ các hãng vận tải và bảo hiểm xác nhận đã xảy ra một số vụ tấn công của houthi nhằm vào các tàu liên quan israel mỹ và anh ở diễn biến khác một quan chức giấu tên của houthi cho hay lực lượng này đã thử nghiệm một loại tên lửa bội siêu thanh với độ sát thương cao và chuẩn bị bổ sung vào kho vũ khí. Vị quan chức nói, lực lượng tên lửa đã thử nghiệm thành công một tên lửa có khả năng đạt vận tốc Mesh 8. Tốc độ Mesh 8 tương đương khoảng 9.800 km một giờ. Tên lửa bội siêu thanh là loại vũ khí có thể bay ở vận tốc Mesh 5, tức gấp 5 lần vận tốc âm thanh và có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay. Quan chức của Houthi nói rằng tên lửa của lực lượng này sử dụng nhiên liệu rắn và lực lượng dự tính sản xuất để dùng trong các cuộc tấn công tại Biển Ả Rập, Vịnh Aden và chống các mục tiêu tại Israel. Vị quan chức nói rằng, Houthi cũng đang nâng cấp kho tên lửa và máy bay không người lái UAV ở miền Bắc Yemen, bổ sung đầu đạn nổ cho các vũ khí này. Houthi không đưa ra bằng chứng để chứng minh những tuyên bố trên. Bộ quốc phòng Pháp cho hay, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ tàu hàng trong chiến dịch Aspire ở Biển Đỏ ngày 20 tháng 3, trực thăng phối thuộc cho một tàu khu trục Pháp đã bắn hạ máy bay không người lái UAV hầu thi đe dọa tuyến hàng hải thương mại. Kèm theo video về cuộc đánh chặn, video được quay từ cảm biến quang điện tử của trực thăng cho thấy trực thăng quân sự Pháp bay ngang một tàu hàng chưa rõ danh tính, sau đó bám đuổi và liên tục theo dõi một UAV bay sát biển. Góc quay thay đổi cho thấy trực thăng áp sát và bay song song với mục tiêu để xạ thủ súng máy khai hỏa. Chiếc UAV bị bắn hạ biến mất khỏi màn hình. Đây là lần đầu tiên trực thăng quân sự phương Tây hạ UAV hầu thi trên biển đỏ giới chức pháp không cho biết số hiệu tàu chiến và trực thăng tham gia đánh chặn sứ mệnh hải quân S-5, nhóm chuyên trách bảo vệ tàu hàng trên biển đỏ do liên minh châu âu eu thành lập nói rằng sự việc xảy ra ở phía nam vùng biển này sở chỉ huy chiến dịch S-5 cho hay trực thăng được khu trục hạm dẫn đường đến khu vực mục tiêu để bắn hạ uav trước pháp quân đội mỹ cũng từng bắn hạ một thiết bị bay không người lái uav của lực lượng houthi ở yemen nhằm hướng biển đỏ trong thông báo mới đây bộ tư lệnh trung tâm mỹ sencom cho biết Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích của các tàu ở khu vực lân cận. Ngoài ra, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 5 tàu mặt nước không người lái và một UAV tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Trong khi đó, theo đài truyền hình Al-Masira, Mỹ và Hải quân Anh đã tiến hành 4 cuộc không kích vào thành phố cảng Hodeida của Yemen. Các cuộc không kích nhắm vào quận Durahimi ở phía nam thành phố và chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu vận tải thương mại quốc tế mà lực lượng này cho là liên quan đến Israel đi qua biển đỏ. Hầu tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện tính đoàn kết với người Palestine sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Liên quân Mỹ-Anh đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, khiến Houthi mở rộng mục tiêu sang các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh. Về phần mình, ngày 19 tháng 3, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi Yahya Sare tuyên bố đã phóng tên lửa hải quân vào tàu chở nhiên liệu Mado của Mỹ ở Biển Đỏ. Theo hãng tin Reuters, các công ty theo dõi vận chuyển hàng hải cho biết Mado là tàu chở khí đốt hóa lỏng LPG được gắn cờ của quân đảo Marshall trên hành trình tới Singapore từ Ả Rập Xê Út. Phía hầu thi nói tàu Mado là của Mỹ, nhưng cơ sở dữ liệu vận chuyển của Equasys lại cho biết con tàu thuộc sở hữu của Thomas Shipping and Trading Corp của Hy Lạp. Cũng theo ông Saria trong ngày 19 tháng 3, Houthi đã phóng tên lửa vào cảng và khu nghỉ dưỡng ở thành phố Elias của Israel. Gần 70 cựu quan chức Mỹ kêu gọi tổng thống Biden có thái độ quyết liệt hơn với Israel khi nước này kiên quyết muốn tiếp tục cuộc giao tranh ở Gaza. Nhóm các cựu đại sứ, cựu quan chức cơ quan tình báo, Bộ ngoại giao, lầu năm góc và Nhà trắng ngày 20 tháng 3 gửi thư ngỏ tới tổng thống Joe Biden đề nghị ông cảnh báo Israel về hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục chối bỏ quyền và nhu cầu cơ bản của người Palestine, cũng như mở rộng các khu định cư ở bờ Tây. Các cựu quan chức viết trong thư, Mỹ phải sẵn sàng có động thái mạnh mẽ để phản đối những hành động như vậy, trong đó có hạn chế hỗ trợ Israel theo luật pháp và chính sách của đất nước. Bức thư nhấn mạnh nỗi bất bình ngày càng tăng ở Mỹ với chiến dịch tấn công của Israel ở giải Gaza nhằm đáp trả vụ đột kích của Hamas. Nhóm cựu quan chức nêu trong thư rằng chiến dịch của Israel nhằm vào Hamas là cần thiết và chính đáng, song Tel Aviv liên tục vi phạm luật pháp quốc tế về cấm sát hại người bừa bãi và sử dụng các loại vũ khí gây thương vong cho dân thường. Nhóm bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ lời kêu gọi của Tổng thống Biden về lệnh ngừng bắn ngay lập tức kéo dài ít nhất 6 tuần, thiết lập hệ thống cung cấp viện trợ nhân đạo đáng tin cậy và thả con tin. Họ cũng kêu gọi quân đội Israel thực hiện quy tắc giao tranh phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong khi đó, ngày 20 tháng 3, hãng thông tấn Ả Rập Xê Út, SVA đưa tin, Ngoại trưởng nước này, Hoàng tử Faisal bin Fahal, và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp tại thành phố Jeddah thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. Trong cuộc hội đàm, cả hai ngoại trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và sự cần thiết phải thực hiện mọi nỗ lực nhằm bảo vệ dân thường và tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới vùng lãnh thổ Palestine. Trong cuộc gặp, ngoại trưởng Blinken đã nêu bật vai trò của việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác khu vực và quốc tế để giải quyết xung đột ở Gaza và chuẩn bị cho giai đoạn hậu xung đột. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhắc lại cam kết của Washington trong việc đạt được hòa bình bền vững thông qua việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với những bảo đảm an ninh cho Israel. Hai ngoại trưởng cũng xem xét các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác chung trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thảo luận về tình hình khu vực. Ả Rập Xê Út là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du lần thứ 6 tới Trung Đông của ngoại trưởng Mỹ Blinken kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát. Trong ngày 21 tháng 3, ông tới Ai Cập và gặp tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah el-Sisi sau đó đến Israel vào ngày 22 tháng 3. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller tại Cairo, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận về nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức nhằm đảm bảo thả tất cả các con tin còn lại. Ông cũng sẽ có cuộc họp với những người đồng cấp Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tổng thư ký Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, Hussein al sheikh thảo luận về các biện pháp tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza, cũng như các kế hoạch giúp chấm dứt xung đột tại israel ngoại trưởng blinken sẽ thông báo cho các quan chức israel về các cuộc thảo luận giữa ông với các nhà lãnh đạo ả rập nhằm xây dựng hòa bình và an ninh lâu dài cho người israel người palestine và duy trì sự ổn định khu vực cũng như các nỗ lực nhằm trả tự do cho các con tin và tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ đến gaza